Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh channel của mình. Thì những ai chưa biết, mình là một seller bán hàng hiệu sách Tây và Facebook của mình là Facebook Ba Hải Gác. Còn không thì các bạn vào cái bay của mình, bay Supper Gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn cứ gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 09 8896 8897. Thì mình có dùng Zalo và mình có dùng iMessage. Các bạn cứ nhắn tin ở đó, nếu các bạn muốn mua những cái món hàng nào đó thì mình sẽ gửi hình chi tiết và báo giá chính xác cho các bạn nếu những cái món hàng đó là món hàng order. Rồi thì quay lại cái video, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu Furla. Thì cái Furla mình đã làm rất là nhiều rồi. Bây giờ hôm nay mình sẽ có một cái phiên bản mới mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi này luôn nha. Rồi thì sau khi bỏ qua những cái phần mà dust bag hay là những cái phần khác của thằng túi thì mình đang có cái thằng Furla mọi người nè. Cái phiên bản này thì hồi lúc trước giờ là hầu như là nó là best seller rồi, lúc nào nó cũng sẽ có những cái mẫu này và nó sẽ khác biệt hơn một xíu. Lúc trước mình có làm cái video một cái túi mà kẻ như dạng hàng bầu của mọi người, nó cũng là phiên bản mới giống như cái này luôn nhưng mà nó là dạng bầu, còn cái này là dạng kiểu như là 18 cm, trước giờ nó đã như vậy rồi nhưng mà nó khác. Đặc biệt ở đây là nó sẽ khác một cái phần cái chỗ mà đây là lúc trước là phiên bản cũ được kim loại, còn đây là nhựa nha mọi người. Nó làm giống như cái màu của cái màu túi luôn đó, mọi người thấy không à, rất là đẹp đó. Thì ở mặt trước thì nó cũng giống như những cái túi Furla khác. Furla thì nổi tiếng một cái thiết kế này rồi, thiết kế này là best seller của nhà Furla rồi. Thì ở mặt trước nó sẽ có một cái phần nhựa này nè. Cái nhựa này thì nói chung là mình thấy là nó sẽ khó chày hơn mọi người, có thể là khó chày hơn nha, nhưng mà mình thấy là mình cũng phải nên giữ kỹ hơn, tại vì cái phần nhựa này nếu mà chày thì mình không thấy, còn những cái phần mà kim loại chày thì mình sẽ thấy, thì nó sẽ nham nhở hơn. Ở mặt trước thì nó cũng sẽ có cái chữ Furla ngay cái phần nhựa này mọi người nè, thấy không. Và da là da nguyên trắng luôn, bạn màu trắng, nó có rất là nhiều màu mọi người. Bây giờ Furla nó ra thêm nhiều màu hơn nữa và nó phối rất là hay, rất là đẹp. Thì ở mặt sau thì nó cũng là một cái phần trơn thôi mọi người ha, nó không có gì hết. Và ở dưới thì mình sẽ có thêm 4 cái thanh để chúng ta để ở dưới mọi người, nó sẽ chống lại nè. Nhưng mà mình đã dán cái phần này để cho nó khỏi chày mọi người. Vì cái túi là túi của khách cho nên thành ra mình phải dán kỹ lại. Rồi thì cách mở cũng giống như những cái túi khác mọi người ha. Cách mở chỉ cần bấm vào đèn cái thì cái này nó sẽ mở ra. Đó, mở ra thì ở bên trong mọi người thấy không, ở bên trong là một cái tấm da, da là da lộn mọi người, thành ra là mình thấy là da của Furla nhưng mà rất là tốt, xài không bao giờ mà gọi là hư mọi người, trừ khi nó dơ nó bẩn thôi, càng xài là càng thích nha mọi người. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái dây đeo mọi người nè. Dây đeo này thì nói chung là cũng giống như cũ thôi, không khác gì hết. Nó là bằng kim loại mà nó đang chéo rất là đẹp, nó đang chéo rất là chi tiết và rất là đẹp, cũng giống như là cái túi khác cho mọi người ha. Đó. Thì nó cũng giống như là phiên bản cũ mọi người ha, cái này nó không khác cái gì hết, nó là một cái dây kim loại màu vàng rất là đẹp, rất là sang. Tại vì túi Furla mình thấy là mình thích cái dòng dây này nhất, dây này nó bền mọi người nè, nó đẹp và nó làm mắc xích á, thành ra là nhìn rất là sang trọng. Ở bên trong thì mình thấy là cũng giống như những cái túi khác luôn mọi người, nó có một ngăn duy nhất thôi và nó sẽ có thêm một cái ngăn nhỏ này để chúng ta được những cái thẻ hay là những cái gì mà chúng ta quan trọng mọi người chúng ta bỏ ở đây. Và cái này mình nghĩ là nó sẽ không có vừa được cái điện thoại, không vừa không ta, mình thấy hình như là nó có thể là vừa mọi người, nếu mà vừa thì nó rất là chặt, tại vì nó chỉ là một cái phiên bản gọi là để chúng ta xài mà đi chơi thôi, chứ thật ra mình thấy là đựng đồ là không có được nhiều gì hết và nó phối đồ rất là dễ dàng nha mọi người. Cái túi này nè gọi là best seller là do nó phối đồ rất là dễ. Chúng ta có thể mặc những cái đồ nào mà cá tính cũng được, nữ tính cũng được, nói chung là cái túi này nó rất là dễ tiếp cận, gọi là nó dễ tiếp cận cho những khách hàng thích diện đồ và thích phối đồ mọi người, thành ra nó gọi là best seller là như vậy mọi người ha. Thì cái túi này mình thấy có thể là đeo chéo mọi người nè, đó chúng ta có thể đeo chéo hoặc là các bạn có thể móc lại để chúng ta đeo bên hông cũng được nữa. Đây, thì khi mà mình móc qua lại thì nó sẽ ngắn về mọi người nè, chúng ta có thể móc thêm một chiều nữa là ngắn hơn nữa, nhưng mà thấy là ngắn vậy là vừa rồi. Đó là các bạn nữ có thể đeo gì mọi người nè, đeo bên hông á, nhìn rất là đẹp. Còn muốn ngắn hơn nữa thì chúng ta có thể móc thêm một vòng nữa thì nó sẽ đeo ngắn hơn tầm khoảng lên đây, thì nhìn rất là xinh và rất là đẹp. Hoặc là những ai mà lùn á mọi người thì chúng ta mang chéo mang như vậy cũng được luôn, mọi người thấy không đó. Cái túi màu trắng nè, nhưng mà cái màu trắng rất là xinh, lúc nào cũng vậy, trắng lúc nào nó cũng sang, đen thì lúc nào nó cũng kiểu như là khó dơ hơn, nhưng mà nó kiểu như là đồ nó cũng phối cũng dễ luôn, mà cũng tùy người. Đa số thì mình là thích màu trắng hơn, màu trắng kiểu như là nó sáng sủa hơn, nó sẽ nổi bật hơn là màu đen. Thì cái túi này hiện tại là mình order thôi, mình không có sẵn. Nếu các bạn thích thì các bạn cứ nhắn tin cho mình. Mình sẽ gửi thêm nhiều màu cho các bạn xem. Và mình sẽ gửi hình chi tiết của cái túi này cho mọi người xem. Nếu mà mọi người thích thì mình tin bóc cho mình nha. Thì nếu mà mọi người thấy cái video này hay, nếu mọi người thấy cái túi Furla đẹp, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm cái chuông thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình luôn. Nếu mà có những cái món hàng nào mới mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem để các bạn tiếp cận được cái mặt hàng nhiều hơn ha. Rồi, bye bye mọi người, chào tạm biệt mọi người.